Khác việc bảnh bao trong đám hội với bạn gái DJ, sau màn cầu hôn diễn ra cách đây 5 tháng, Khác việc và bạn gái DJ tổ chức lễ ăn hỏi sáng 11 tháng 3 hôm nay. Lễ cưới cặp đôi sẽ diễn ra vào cuối tháng 3. Sáng 11 tháng 3 hôm nay, Khác việc và bạn gái DJ Thanh Thảo tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng ở Hà Nội. Đông đảo người thân bạn bè có mặt để chung vui với cặp đôi. Trước đó, cả Khắc Việt và Thanh Thảo đều bày tỏ trên trang cá nhân sự háo hức khi chuẩn bị bước sang ngã rẽ mới. Giọng ca chị Anh hiểu em và bạn gái quen nhau hơn 7 năm trước khi quyết định công khai mối quan hệ vào tháng 7, 2017. Tối ngày 19 tháng 10, 2017, nam ca sĩ cũng tổ chức một bữa tiệc lãng mạn để cầu hôn bạn gái. Khắc Việt sinh năm 1987, người yêu anh là Nguyễn Thanh Thảo kém anh 5 tuổi. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân hình gợi cảm và làm DJ tại Hà Nội với nghệ danh là Thảo Bebe. Khắc Việt hạnh phúc trong ngày vui, lễ cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào cuối tháng 3 tại nhà riêng của nam ca sĩ ở Yên Bái. Nhiều đàn em thân thiết với Khắc Việt như ca sĩ Hà Anh, Danh Bi Quốc Thiên trong đội hình B-Trap. Trước đó, Khắc Việt cũng chia sẻ danh sách khách mời tham gia lễ cưới gồm nhiều đồng nghiệp nổi tiếng. Khắc Việt thừa nhận ban đầu anh không thích những người làm DJ hay nghệ thuật. Tuy nhiên, qua quá trình làm quen tiếp xúc và tìm hiểu nhiều về cuộc sống của đối phương, tôi biết rằng cô ấy là người rất chịu khó, chăm chỉ. Đặc biệt, cô ấy biết lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của tôi. Tôi từng phải đi diễn liên tục nhiều ngày và nghĩ rằng mình đã là người chăm chỉ. Thế nhưng khi gặp Thảo, tôi cũng phải nhắc nhở vì cô ấy chăm chỉ làm việc hơn rất nhiều. Tôi yêu cô ấy bởi sự cần cù và khác hẳn với vẻ ngoài ăn chơi. Khác Việc dành nhiều lời khen ngợi cho người yêu. Lần đầu gặp gỡ, Thanh Thảo còn là sinh viên trường múa. Khi đó cả hai không có nhiều ấn tượng về nhau. Tuy nhiên, sau nhiều lần biểu diễn chung, cả hai trở nên thân thiết hơn. Thanh Thảo bên người thân trong ngày trọng đại. Lâm Khánh Chi bất ngờ lên tiếng về chiến thắng của Hương Giang Idol. Suốt hành trình dự thi của Hương Giang Idol, Lâm Khánh Chi không hề có động thái chúc mừng hay nhắc đến đàn em. Bỏ qua những mâu thuẫn, Lâm Khánh Chi cũng đã chúc mừng chiến thắng của Hương Giang. Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Thái Lan, Brazil, Australia, Hương Giang chính thức đăng quang ngôi vị Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 trong đêm chung kết diễn ra tại Pattaya, Thái Lan. Bên cạnh đó, người đẹp Hà Thành còn ẵm cả hai danh hiệu cao quý khác là người đẹp truyền thông và người đẹp tài năng. Sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất, tên Hương Giang được hô vang đã đành, nhưng trên cộng đồng mạng, công chúa Lâm Khánh Chi còn được người hâm mộ nhắc đến không kém. Thậm chí không ít anti-fan còn đột kích trang cá nhân công chúa với những bình luận tăng chóng mặt. Được biết nguyên do vì cả hai từng có mâu thuẫn, Lâm Khánh Chi chỉ trích Hương Giang gay gắt đến nỗi cô đòi kiện đàn em vì bị xúc phạm. Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của mọi người, Lâm Khánh Chi gây bất ngờ khi để lại bình luận chúc mừng chiến thắng của Hương Giang. Thậm chí trên trang cá nhân, nữ ca sĩ còn chia sẻ bài viết về Hương Giang Idol. Nhiều khán giả hỏi cảm xúc của công chúa Lâm Khánh Chi trước chiến thắng của Hoa hậu Hương Giang, cô cũng nhanh chóng trả lời. Và bất ngờ nhất là Lâm Khánh Chi bình luận lời chúc mừng đến tân Hoa hậu Hương Giang. Hai người đẹp chuyển giới từng được cho là có những hiềm khích trong mối quan hệ của mình. Tuy nhiên, việc bất ngờ chúc mừng chiến thắng của Hương Giang được xem như là động thái gây bất ngờ nhất mà nhiều người không ngờ tới của Lâm Khánh Chi. Câu chuyện chưa từng kể về chiếc váy đỏ Hương Giang Idol diện lúc đăng quang. Và đây chính là những bí mật chưa từng tiết lộ về chiếc váy đỏ đã giúp Hương Giang Idol chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế lần này. Vừa qua có lẽ là một đêm khiến cho rất nhiều người hâm mộ Hương Giang Idol nói chung và cộng đồng LGBT nói riêng phấn khích với ngôi vị Hoa hậu chuyển giới quốc tế đã được trao cho Việt Nam. Và để tạo nên được thành công ngoài sức mong đợi này, ngoài kỹ năng bản thân, Hương Giang Idol còn được ekip hỗ trợ cực kỳ chuyên nghiệp, từ lối trang điểm đến làm tóc. Nhưng trọng tâm của đêm thi vẫn là chiếc váy đỏ tuyệt tác được tạo nên bởi bàn tay tài hoa của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Đêm qua có lẽ là một đêm khiến cho rất nhiều người hâm mộ Hương Giang Idol nói chung và cộng đồng LGBT nói riêng phấn khích với ngôi vị Hoa hậu chuyển giới quốc tế đã được trao cho Việt Nam. Chiếc váy không đơn thuần là một bộ cánh dạ hội, mà bên trong nó còn chứa đựng cả một câu chuyện thú vị, từ quá trình thiết kế đến khi khoác lên mình nàng tân Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018.
Hãy cùng khám phá xem câu chuyện thú vị gì đã diễn ra để có một bộ cánh cực phẩm vừa qua. Chào anh Lê Thanh Hòa, theo thông tin được cập nhật thì bộ cánh tuyệt tác vừa qua giúp Hương Giang Idol phần nào giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế là do anh thiết kế. Đúng là vậy, Hòa cũng rất vui khi được góp phần vào chiến thắng đầy tự hào của Hương Giang Idol vừa qua. Trong cô ấy thật sự nổi trội cả về sắc vóc lẫn tài năng, xứng đáng với ngôi vị danh giá này. Để tạo nên một bộ cánh, tuy kiểu dáng khá đơn giản nhưng lại đẳng cấp không thể tả, vượt mặt nhiều thí sinh các nước như vậy, hẳn không thể không có những khó khăn, anh có thể chia sẻ đôi điều về vấn đề này. Lúc thực hiện bộ váy này, khó khăn duy nhất Hòa gặp phải chính là vấn đề thời gian. Một phần tại thời điểm đó, Hòa đang khá bận cho lịch trình cuối năm và bên Giang lại quá gấp rút, nên bị hạn hẹp về thời gian thực hiện. Lúc Giang thử váy là ngày 8 tháng 1 âm lịch và ngay ngày hôm sau là cô ấy phải đáp chuyến bay đến Thái. Nhưng thật may mắn, với dáng vóc chuẩn nên mọi thứ suôn sẻ ngay lần đầu tiên thử váy. Khi thiết kế nên chiếc váy, anh đã có ý tưởng gì từ trước hay nguồn cảm hứng nào để tạo nên một bộ cánh bén đến như vậy? Thực ra nguồn cảm hứng chính là khi chiêm ngưỡng sắc vóc đầy quyến rũ của Hương Giang Idol với ba vòng lý tưởng chẳng thua kém bất kỳ mỹ nhân nào. Không được đính kết hạt đá cầu kỳ hay điểm xuyến những chi tiết lấp lánh thì đâu mới là điểm đặc biệt ở thiết kế này so với những chiếc váy khác. Còn về thiết kế, vì dáng của Giang rất đẹp nên Hòa chọn kiểu váy đuôi cá và xẻ ngược sau để khoe triệt để những đường cong lợi thế của cô ấy. Hơn hết là bản thân cô ấy đã sẵn có khí chất của một hoa hậu với thần thái sang trọng, nên Hòa đã tiết chế trong thiết kế để tôn lên ưu điểm này. Bên cạnh đó, Hòa chọn thiết kế chiếc tà váy bên hông để tạo điểm nhấn bắt mắt và độc đáo để gây ấn tượng khi xuất hiện, mà không cần đính kết hạt đá lấp lánh. Lý do anh chọn sắc đỏ chứ không phải gam màu khác. Lý do Hòa chọn màu đỏ mà không phải gam màu khác là vì Hòa muốn nổi bật vẻ đẹp đầy gợi cảm của Giang, và đây cũng là màu may mắn như một lời chúc của Hòa gửi đến Giang trong cuộc thi lần này. Và với gam màu này, quyết định chất liệu thì Hòa cũng ưu tiên chất vải không quá bóng để tạo sự sang trọng và gợi cảm nhất định cho Giang khi xuất hiện. Nghệ sĩ Trung Dân chúc mừng Hoa hậu Hương Giang, bạn đáng được tôn trọng. Không chỉ gửi lời chúc mừng, nghệ sĩ Trung Dân còn có những chia sẻ chân thành về đóng góp tích cực của Hoa hậu Hương Giang cho cộng đồng LGBT Việt Nam. Sau hơn 14 ngày chinh chiến trên đất Thái Lan, Hương Giang Idol đã chính thức đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Bước tiến dài trong sự nghiệp này cũng giúp Hương Giang nhận lại tình yêu thương của công chúng sau scandal về phát ngôn với nghệ sĩ Trung Dân trước đó. Báo đã liên lạc để lắng nghe chia sẻ về cảm xúc của nghệ sĩ Trung Dân về Hương Giang, người đàn em trong nghề, giờ đã thành niềm tự hào của cộng đồng LGBT và khán giả nước nhà. Sau phút ngạc nhiên, nghệ sĩ Trung Dân gửi lời nhắn nhủ đến Hương Giang: "Tôi cảm thấy vui và xin chúc mừng cô ấy." Hương Giang Idol xuất sắc đăng quang ngôi vị chuyển giới quốc tế 2018. "Tôi thì tôi chúc mừng, tôi muốn nói là trong cuộc sống thì mình phải vươn lên. Đây như một sự khẳng định rằng mình làm những điều có ích cho xã hội, mọi thứ còn ở phía trước nên mình luôn phải phấn đấu. Tôi cũng cảm thấy vui khi cô ấy đã khẳng định được rằng mình sống có ích và sống tốt. Một lần nữa xin chúc mừng Hương Giang," nghệ sĩ Trung Dân chia sẻ. Sau khi xác nhận lại thông tin, Hương Giang giành giải cao nhất tại cuộc thi tầm cỡ dành cho những mỹ nhân chuyển giới. Nghệ sĩ Trung Dân cũng có những chia sẻ chân thành về quyền bình đẳng cho những người thuộc cộng đồng LGBT. "Trưởng phòng của Ơn Rời cậu đây rồi" bộc bạch: "Chúng ta phải có suy nghĩ thích ứng với thời đại để quyền con người được tôn trọng và sống tốt bằng những giá trị đích thực mà mình cống hiến. Bên cạnh đó thì không nên có sự phân biệt, miễn sao mọi chúng ta đều có ích cho cộng đồng." "Trưởng phòng Ơn Rời cậu đây rồi" cho rằng bất cứ giới tính nào cũng có ích cho xã hội. Bậc tiền bối hy vọng rằng Hương Giang sẽ làm tấm gương để những người như cô noi theo, đó để tiếp tục sống và cống hiến. Nghệ sĩ Trung Dân cũng đồng tình với ý kiến chiến thắng của Hương Giang sẽ có tác động tích cực đến cuộc sống cũng như quan điểm của những người thuộc cộng đồng giới tính thứ ba và gia đình của họ. "Đó như một sự chứng minh rằng bạn là một người đáng được tôn trọng. Điều chúng ta có thể chọn lựa chính là chúng ta có thể sống tốt và muốn cống hiến hay không. Một lần nữa, nhờ báo cho tôi gửi lời chúc mừng Hương Giang. Hy vọng đây là sự khẳng định với mọi người rằng điều Hương Giang đang làm sẽ tạo nên sự thay đổi trong nhận thức của nhiều phụ huynh. Những người thuộc cộng đồng LGBT cứ nhìn theo đó mà tiếp tục sống và cống hiến." Chiến thắng của Hương Giang Idol dường như trọn vẹn hơn bao giờ hết,
khi nhận được lời chúc mừng của cả khán giả, bạn bè, đồng nghiệp, lẫn bậc tiền bối như nghệ sĩ Trung Dân. Hy vọng với sự tin tưởng và ủng hộ này, từng Hoa hậu chuyển giới quốc tế Nguyễn Hương Giang sẽ có những đóng góp tích cực cho cộng đồng LGBT tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Không thể nào nhận ra ngoại hình và cuộc sống hiện tại của tình cũ Hương Giang Idol. Anh thay đổi khá nhiều về vẻ ngoài khiến khán giả khó nhận ra đây là bạn trai cũ của Hương Giang Idol. Vốn là người chuyển giới, thường khó khăn và gặp nhiều trắc trở trong tình duyên. Nên nhiều người đã mừng cho Hương Giang Idol khi cô tìm được tình yêu bên anh chàng Việt Kiều Jetline. Cả hai bị mọi người nghi vấn hẹn hò kể từ khi cùng tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú vào năm 2014. Đến tháng 9/2014, trong một bài phỏng vấn, Jetline công khai thừa nhận anh và Hương Giang đang yêu nhau. Trong khoảng thời gian hẹn hò, Hương Giang Idol và Jetline đã khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ trước tình yêu và sự quan tâm chăm sóc mà họ dành cho nhau. Tuy nhiên, chuyện tình đẹp như mơ của nữ ca sĩ lại kết thúc không có hậu. Đến tháng 1/2016, thì nghi vấn cả hai đã chính thức đường ai nấy đi, xuất hiện khi không còn nhắc về nhau trên mạng xã hội. Đến tháng 5/2016, chính Hương Giang thừa nhận mình và Jetline đã không còn đồng hành cùng nhau. Sau khi chia tay với người đẹp, Jetline đã có sự thay đổi khá nhiều về vẻ ngoài. Thay vì mái tóc ngắn trẻ trung, thì anh lại đổi sang tóc dài, bồng bềnh khiến rất nhiều người không nhận ra anh. Tình cũ Hương Giang Idol đổi sang tóc dài trông lãng tử hơn trước đây. Thỉnh thoảng anh xuất hiện trong vài sự kiện của các nghệ sĩ trong làng giải trí Việt. Dường như anh vẫn chưa có người yêu mới, trên trang cá nhân, anh thường xuyên khoe ảnh đi ăn uống cùng bạn bè. Ngoài ra, Jetline dành thời gian cho các hoạt động thể thao và giải trí. Jetline dành thời gian khá nhiều cho việc đi du lịch, anh thường ghi lại hình ảnh kỷ niệm cho mọi chuyến đi của mình. Điều đặc biệt, dù đã chia tay bạn gái khá lâu, nhưng anh vẫn giữ nguyên vẹn các khoảnh khắc hạnh phúc bên Hương Giang Idol.